ba đứa ở đây luôn rồi. Cái mỡ ông Vũ rồi đó. Dạ bé này mỏng đi. Cái trời. Cái tuần sau bé này em nha. Dạ. Em một người nằm dưới đất em. Đấy, nhận ra đất nặng em. Cho em nằm ở dưới kìa. Trời ơi. Lâu ngày thấy na nó đẹp ra đúng không? Ra chiều vâng. Bé nó nặng thôi hả? Dạ. À tự đắp cái mặt cho đỡ sưng. Vũ đắp mặt cho khách rồi giờ rằng cho đừng khóc, chị đừng khóc, không sao đâu. Không, mà nãy giờ đừng. Rồi chị cũng sẽ qua thôi. Tâm mày. Bộ ơi, mọi người nói em đang mà em thua mà nãy em chung chị trơn kìa. Trời ơi. Ủa, cái ngày nãy em lại về hả? Ngày đó em lại về hả? Em hỏi chị. Cái này em đua đâu em lại về ta. Ngày có chị đâu, ngày gì biết. Cái gì không biết. À, đang chơi chị, mấy chị làm hết. Ngồi làm khách hết. Để ngồi ngồi cục hết á. Chạy về đi sửa laptop. Em ăn sáng có 20 ngàn mà ông nói không có tiền thối cho em. Thế em nói qua sao ba chị lấy tiền? Không, em đeo là chú đẻ đấy, con ăn dần 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 không đủ tiền đâu. Gửi chú, sáng một con quái. Được, phong cách mày ta thích. Mà chú có tiền không? Bỏ đi luôn răng. Hồi nãy em đi thấy bị chở xếp về mà. Có không? Hồi nãy thấy chở chị về đó. Em yên tâm đi, nãy thấy chở sếp về nên không chạy đâu. Chạy chi thoát à. Chán vô ghê luôn. Tưởng vô nhịn mặt không chú tin tưởng nha. Về chú thấy chở chỗ spa em đi về với chú mới tiền công. Ăn gần đây hả bố? Ăn dưới quán dưới nè. Mặc Vũ mà tin chiếc lì nữa Vũ. Ăn 10 chén mà cứ chén là một muỗng rạc rạc. Bánh bèo à? Dạ. Ăn nhanh lắm không? Không, không cắt bộ đội vô. Cứ chén một muỗng.
đèn nó không tối. Chị Giang là không làm đây nữa hả? Chuẩn bị mở tiệm. Em thấy bot hay trương rồi mà. Gì đó. Nó bot story phải, story đấy hả? Kêu hay trương mà. Đặc biệt là free 10 lần cho ai một nhiều. Em vô em muốn cử. Rất luôn à. Hả? Nói hồi chứ hồi mốt nghĩ em đầu nữa. Da đi đẹp rồi ai à, cho ơi. Em còn bâu cái nó không bổ? Dạ con. Nãy em bâu mà. Tưởng mà không bâu là gớm liền luôn á. Trời này không bâu là chắc da em đau chét luôn á. Mà thấy em bâu sống cái ngồi phê cũng khô. Còn đỡ hơn là không bâu. Sáng dậy lắm đắp mà ghê quá. Hồi bữa hôm nó làm tóc hết mấy tiền? 250 chị. Ừ, cũng ít à? Dạ. Ừ. Nhanh mà, nhộn cái góc không mà. Bây hình như nhộn hết đầu lại hả? Dạ. Em nhiều quá mà. Tóc bà nhiều quá mà. Mà nhộn ra là hắn còn màu lại màu cũ rồi. Được chứ em, tại vì nếu mà em nhuộm màu bình thường à. Còn em tẩy lần khác nữa. Hello, bye bye. Hello. Nên là ngọc mà à. Mình hỏi gì nữa. Mày tắt rồi. Nên có thái gì không em? Cũng hơi tệ đó. Chưa gần chắc được thì. Mình xí xí rồi. Chị. Mắc một răng trừ nhai à. Ghê quá bụi ơi. Lại hết. Mắc hình tự kinh. Thì chứ. Chị đoán làm đa sứ vậy đó. Không đây. Em làm thì được. Anh Phương như làm đa sứ đúng không? Ừ. Mấy chục triệu đó. Phương làm 70. Mà mài ra cái gớm thì sợ. Không biết vì già lắm trời.
Thôi. Màu anh Phương là màu sáng quá. Họ làm cái màu tự nhiên. Chị để màu răng mình cho khỏe. Với lại thật sự răng là vẫn tốt hơn, vẫn thiệt tốt hơn. Mà em muốn mài răng nhỏ là ví dụ trừ em nổi tiếng thì em nên là trừ là trốn nghi vụ nên là đúng không, trốn mài nhỏ ra răng đó, trừ lấy khá nghi vụ tháo mẻ hàm răng cứ đó đồ thái mì mỡ luôn á, thấy đứa răng mà rút tiễn được. Điện thoại chú ghê à, đây chơi game đúng không? Ủa được nghe. Chị mài mẻ răng này là đỡ nghi bụng. Có dụ nè. Đúng là răng là bị gãy mấy cái là không đi mà. Bạn em đại học đó trưởng kêu nó đi khám bạn tháo 6 cái răng giả ra. Hồi xưa uống lộn bay mẹ. Chưa, ta đi cắt mi bộ rồi sao tháo răng ra. Nhưng mà họ mài răng nhỏ xí chứ đâu có gãy đâu. Em đọc mà lục lại. Mà tìm cho nó hết. Hôm nay chúng mình đi tìm á. Okay.